Ready, Nasha? Let's go! Dennis là một cậu bé 10 tuổi điển hình với tính tình ngang bướng, tự do và hiếu động. Khả năng tưởng tượng của cậu vượt ra khỏi sự kiểm soát của gia đình và trường học. Thế giới của Dennis và bạn bè là một thế giới đầy những trò vui nhộn. Snatcher, chú chó cưng của Dennis, giống như một người bạn luôn trung thành và dũng cảm bảo vệ Dennis. Dennis và Snatcher đã trải qua tuổi thơ của mình bên nhau, luôn chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn cùng nhau và chịu đựng cả những hậu quả do chính các trò đùa tai quái mà Dennis gây ra. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim hoạt hình Dennis siêu quậy trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.